Quý vị đang đến với bản tin điểm tin quốc tế phát sóng ngày 14 tháng 12. Thưa quý vị, như FBNC từng đề cập, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ vẫn đang đối đầu trong cuộc tranh chấp biên giới gay gắt tại nhiều điểm ở Ladakh. Mỗi bên có khoảng 50.000 đến 60.000 binh sĩ đóng dọc tuyến kiểm soát thực tế trong những khu vực nhạy cảm. Giữa lúc này, tờ The Telegraph của Anh đã đăng tải một thông tin đáng chú ý về động thái mới nhất của Bắc Kinh. Mặt khác, có phải thỏa thuận vũ khí của Ấn Độ và Nga lại là mối đe dọa đến Trung Quốc? Xin mời quý vị cùng theo dõi điểm nóng của FBNC để tìm hiểu những diễn biến trên cũng như ý kiến của giới phân tích quân sự. Tờ Telegraph ngày 14 tháng 12 đưa tin, quân đội Trung Quốc đang xây dựng thêm đường cao tốc và một số tuyến đường khác cùng với khu định cư cho quân đội tại các khu vực tranh chấp với Ấn Độ ở phía đông Ladakh. Theo các quan chức an ninh, diễn biến này vô cùng lo ngại trong bối cảnh hai nước vẫn đang đối đầu tranh chấp biên giới tại nhiều địa điểm ở Ladakh từ tháng 5 năm 2020. Hiện nay, mỗi bên được cho là có khoảng 50.000 đến 60.000 binh sĩ đóng dọc tuyến kiểm soát thực tế trong những khu vực nhạy cảm. Tờ Telegraph dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này đang xây 73 con đường để phục vụ các hoạt động dọc biên giới với Trung Quốc. Tuy nhiên, mối lo ngại duy nhất là tiến độ xây dựng của New Delhi là chậm hơn so với nước láng giềng. Giữa lúc đối mặt với thách thức không hề nhỏ từ bên kia biên giới, Ấn Độ càng thắt chặt quan hệ với quốc gia giáp Trung Quốc và có nguồn cung cấp vũ khí lớn chính là Nga. Trong cuộc họp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần qua, hai nhà lãnh đạo đã ký 28 thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực. Chưa hết, hai nước còn thống nhất để Ấn Độ sản xuất hơn 600.000 khẩu súng trường tấn công AK-203 của Nga để sử dụng trong quân đội và gia hạn thỏa thuận quân sự kỹ thuật thêm 10 năm. Đáng chú ý, trong số những vũ khí mà Moscow bán cho New Delhi, hệ thống phòng không tầm xa S-400 có lẽ là minh chứng rõ nhất cho mối quan hệ thân thiết hai bên, cũng như tình hình địa chính trị phức tạp mà hai nước đang gặp phải. Nga duy trì quan hệ khăng khít với Bắc Kinh với thách thức chung là Mỹ, nhưng Ấn Độ lại cùng Mỹ và các đồng minh lập liên minh đối trọng Trung Quốc. Tuy vậy, theo tờ South China Morning Post, mối thân tình Nga-Ấn có thể sẽ khiến Trung Quốc phải quan ngại. Ấn Độ dự kiến sẽ đặt hai hệ thống S-400 gần đường kiểm soát thực tế LAC với Trung Quốc. Động thái được cho là đáp trả bước tiến tương tự từ phía Bắc Kinh. Theo ông Hasa Kaka, cựu thiếu tướng quân đội Ấn Độ, các hệ thống S-400 mới của Ấn Độ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng không của nước này trước Trung Quốc và Pakistan. Ông Alexei Kubrizanov, chuyên gia tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga cho rằng, theo quan điểm của Moscow, việc cả Ấn Độ và Trung Quốc trang bị S-400 thực sự làm giảm khả năng xảy ra chiến tranh bằng cách cân bằng cán cân quyền lực giữa hai quốc gia. Đồng thời, theo ông, tăng cường quan hệ quốc phòng với Ấn Độ là cơ hội để Nga tiếp tục xoay trục sang châu Á mà không trở nên quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong chuyến thăm Nga năm 2021, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì đã ca ngợi mối quan hệ với Nga là vững vàng như đá, dù có lúc cứng, lúc mềm. Tổng thống Putin còn đánh giá mức tốt nhất trong lịch sử khi nói đến quan hệ giữa hai nước. Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã gọi ông là người bạn tốt nhất của tôi. Tuy nhiên, thực tế thì Moscow phải lo ngại Bắc Kinh hơn là Washington, giống như Philippines, Ấn Độ hay Bhutan. Vấn đề lãnh thổ và đường biên giới giữa Nga và Trung Quốc không hề kém phần nhạy cảm và cũng có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Tiếp tục chương trình sẽ là phần điểm tin nhanh về chính trường thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, vụ khảo cứu Quốc hội Hoa Kỳ vừa đưa ra báo cáo cho biết Triều Tiên dường như đang đặt mục tiêu chống lại hoặc làm tê liệt các hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ triển khai ở khu vực Đông Bắc Á. Cụ thể, báo cáo đề cập trong năm nay, Triều Tiên đã tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Cơ quan này nhận định Bình Nhưỡng muốn phá hệ thống phòng thủ tên lửa quan trọng của Mỹ như hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis, hệ thống Patriot. Liên quan đến Trung Quốc, một máy bay của Air China chở vaccine COVID-19 do Trung Quốc viện trợ đã đến Nicaragua hôm thứ Hai. Máy bay này vận chuyển 200.000 liều vaccine do tập đoàn y tế Sinopharm sản xuất. Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Nicaragua tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan, ông Ngô Chiêu Tiếp cho biết, quyết định cắt đứt quan hệ với Đài Loan vào tuần trước của Nicaragua là một phần trong động thái có chủ ý của Trung Quốc nhắm vào các đồng minh ngoại giao của hòn đảo này sau khi nước này bị loại khỏi Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ do Washington tổ chức.
Thưa quý vị, mới đây, Phó lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan Phan Mao Hung khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng không thể đặt an ninh của hòn đảo vào tay nước ngoài, tức là chỉ Mỹ và các nước đồng minh đang hỗ trợ Đài Loan phòng vệ trước sự lăm le của Trung Quốc. Thông điệp trên được ông Phan đưa ra tại cuộc họp do Viện Lập pháp Đài Loan tổ chức. Ngoài ra, ông cũng xác nhận các tàu chiến của Mỹ và Nhật Bản thường xuyên hỗ trợ Đài Loan giám sát lực lượng Trung Quốc. Ở một diễn biến khác, Reuters đưa tin Nga vào hôm 13 tháng 12 cảnh báo họ có thể buộc phải triển khai tên lửa hạt nhân ở châu Âu để đáp trả những động thái tương tự từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov tuyên bố đó sẽ là bước đi cần thiết nếu NATO từ chối hợp tác với Moscow, ngăn chặn tình hình leo thang. Bình luận của ông càng tăng sự uy hiếp của Nga trong thế trận Đông Tây giữa lúc căng thẳng về vấn đề Ukraine đang tăng nhiệt. Hơn thế, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về tên lửa siêu thanh và vào thời điểm các nước khác bắt kịp trình độ của Nga, nước này có thể đã phát triển được các công nghệ chống lại thứ vũ khí đó. Tuyên bố được đưa ra trong bộ phim tài liệu có tên Nước Nga – Lịch sử mới, phát sóng hôm ngày 12 tháng 12. Mới đây, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc thông báo họ sẽ ngưng kế hoạch gửi 150 quân tới biên giới Ba Lan-Belarus để trợ giúp ổn định tình hình. Lý do là hiện nay các lực lượng biên phòng của Ba Lan đã kiểm soát tốt hơn và không còn các vấn đề nghiêm trọng phát sinh. Kính thưa quý vị, vừa qua Tổng thống Joe Biden cho biết Phần Lan quyết định mua tiêm kích F-35 do Mỹ sản xuất là hành động mở đường cho hợp tác quân sự chặt chẽ hơn giữa hai bên trong những năm tới. Đồng thời, ông Biden cho biết chia sẻ chung nỗi lo ngại về Nga với nhà lãnh đạo Phần Lan. Cũng liên quan đến Mỹ, Lầu Năm Góc hôm ngày 13 tháng 12 cho biết Mỹ không kỷ luật quân nhân hay là quan chức nào vì vụ máy bay không người lái không kích nhầm làm 10 dân thường chết oan ở Kabul, trong đó có 7 trẻ em. Cụ thể, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby hôm qua cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xác nhận không trường hợp nào đủ để quy trách nhiệm cá nhân và Bộ trưởng Austin chấp nhận các đề xuất này. Thưa quý vị, vừa qua Iran cáo buộc các bên phương Tây tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vẫn cố chấp trong trò chơi đổ lỗi. Tuyên bố đưa ra một ngày sau khi các nhà ngoại giao châu Âu nói rằng thỏa thuận này sẽ sớm trở thành một cái vỏ rỗng vì không có tiến triển gì. Trong bối cảnh Mỹ và nhiều quốc gia khác như Úc, New Zealand đã lên tiếng sẽ tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, thì vẫn có một số quốc gia ủng hộ sự kiện thể thao này, đó là Pháp và Cuba. Mới đây, các ủy ban Olympic của hai quốc gia này đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, với kỳ vọng mạnh mẽ rằng sự kiện này sẽ thành công tốt đẹp. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin về dịch bệnh. Báo The New York Times hôm nay dẫn số liệu từ trường Đại học Washington cho biết 13% trong số 217 mẫu thử dương tính COVID-19 vào ngày 8 tháng 12 có đột biến của Omicron. Cách đó một ngày, tỷ lệ này là 7% và cách đó hai ngày, tỷ lệ chỉ là 3%. Điều này cho thấy sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc COVID-19 có đặc điểm của biến thể Omicron ở bang Washington, tương tự xu hướng gia tăng ở Nam Phi, Anh và Đan Mạch. Đáng chú ý, vào hôm qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố đã có ít nhất một người đã chết ở Vương quốc Anh do nhiễm biến thể Omicron. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên được xác nhận công khai trên toàn cầu do chủng virus mới này. Anh Quốc không đưa ra thông tin chi tiết nào về ca tử vong. Trong khi đó, mới đây, một số chuyên gia về dịch tễ học người Pháp nhận định làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron có thể tấn công dữ dội vào nước này bắt đầu từ tháng 1 năm 2022, đặc biệt là trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 tại nước này đang có chiều hướng gia tăng. Hiện nay ở Pháp đang là hơn 48.700 ca mỗi ngày. Thưa quý vị, Hàn Quốc hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 5.567 ca nhiễm và 94 ca tử vong. Đây là ngày chết chóc nhất do COVID ở quốc gia châu Á, trong khi bệnh viện quá tải và nhiều người chết lúc chờ giường bệnh. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, 906 người trong tình trạng nghiêm trọng hoặc là nguy kịch ở mức cao chưa từng thấy. Còn tại Trung Quốc, thành phố Thiên Tân hôm ngày 13 tháng 12 đã phát hiện ca mắc biến thể Omicron đầu tiên tại nước này. Theo truyền thông, ca nhiễm biến chủng Omicron là hành khách trở về từ nước ngoài hôm ngày 9 tháng 12. Bệnh nhân đang được cách ly và chăm sóc tại bệnh viện. Một thông tin tích cực về dịch bệnh, Viện Nghiên cứu Vaccine của Cuba đang đẩy nhanh nghiên cứu và có thể có phiên bản đầu tiên của vaccine Soberana Plus có khả năng chống lại biến thể Omicron trong năm 2021. Được biết, Cuba hiện là quốc gia Mỹ Latin duy nhất tự sản xuất vaccine ngừa COVID-19.
Một số tin nóng khác, sáng nay trận động đất mạnh 7,4 độ tấn công miền đông Indonesia khiến giới chức đưa ra cảnh báo sóng thần. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại và liệu có thương vong hay là không. Động đất xảy ra ở biển Flores, cách thị trấn Larantuka khoảng 112 km về hướng Tây Bắc, tâm chấn sâu 12 km. Liên quan đến vụ lốc xoáy khủng khiếp khiến gần 100 người thiệt mạng ở Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12 tháng 12 tuyên bố tình trạng thảm họa liên bang lớn tại bang Kentucky. Quyết định trên đã mở đường cho việc cấp thêm ngân sách liên bang nhằm hỗ trợ hàng nghìn người đang trong cảnh mất nhà cửa, thiếu lương thực, nước uống và điện sinh hoạt sau thảm họa. Thưa quý vị, mới đây một số giám mục Pháp đã gặp Giáo hoàng Francis tại Vatican sau một báo cáo được cho là đáng nguyền rủa về những lạm dụng tình dục chấn động ở nước này. Một cuộc điều tra lớn được công bố vào tháng 10 năm ngoái cho thấy các giáo sĩ Pháp đã lạm dụng hơn 200.000 trẻ em trong hơn 70 năm qua. Giáo hoàng nhấn mạnh đến những đau thương của các nạn nhân, điều mà chúng ta không thể cảm nhận và không thể hiểu hết. Thông tin tại Tây Ban Nha, gần 3 tháng sau khi núi lửa ở La Palma thức giấc, không khí trong khu vực vẫn được ghi nhận ở mức độc hại với lượng khí thải sulfur dioxide đậm đặc. Khoảng 24.500 cư dân ở Los Llanos de Aridane, El Paso và Tazacote, tức là 1/3 cư dân của La Palma, đã được yêu cầu ở yên trong nhà, học sinh lưu trú tại trường học cho đến khi chất lượng không khí được cải thiện. Liên quan vụ hai tàu chở hàng tông nhau trên biển Baltic vào đêm 13 tháng 12, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của một thủy thủ Đan Mạch, một người khác mất tích. Vụ tai nạn xảy ra giữa hai con tàu chạy cùng hướng tiến về đảo Bornholm trên tuyến đường biển bận rộn ngoài khơi Thụy Điển. Theo Reuters, lúc đó khoảng 3 giờ 30 phút sáng, trời tối đen và có sương mù. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, trong chuyến thăm Úc của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mới đây, hai bên đã tiến hành ký kết nhiều hợp đồng kinh tế quốc phòng với giá trị lớn. Ví dụ, thỏa thuận cung cấp trang thiết bị trị giá hơn 700 triệu đô la giữa tập đoàn Hanwha Corp và lực lượng vũ trang Úc. Theo đó, Hanwha sẽ chế tạo cho đối tác xứ Kangaroo khoảng 30 pháo tự hành và 15 xe vũ trang chuyên chở. Thông tin tiếp theo, tờ Japan Times đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 13 tháng 12 nói rằng chính phủ nước này sẽ bắt đầu thảo luận với các bên liên quan để tiến tới đệ đơn xin làm thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Động thái của Hàn Quốc đưa ra sau khi Trung Quốc và Đài Loan đều đã nộp đơn xin gia nhập hồi tháng 9 và chỉ vài tuần trước khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu có hiệu lực vào đầu năm 2022. Thưa quý vị, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB mới đây cho biết họ vừa đồng ý cho chính phủ Philippines vay 250 triệu đô la để mua vaccine. Cụ thể, số tiền này sẽ giúp đảo quốc ở Đông Nam Á mua khoảng 40 triệu liều để tiêm chủng cho trẻ em và mũi 3 cho người lớn trong năm 2022. Hiện Philippines mới chỉ tiêm đầy đủ cho gần 40 triệu trên tổng dân số 110 triệu của mình. Chính phủ Malaysia mới đây thông báo hãng chip hàng đầu thế giới Intel của Mỹ chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà máy khổng lồ tại nước này, trị giá tới hơn 7 tỷ đô la. Intel chọn Malaysia vì có nguồn nhân lực chất lượng cao, được đánh giá là có kỹ năng làm việc nhóm, giỏi ngoại ngữ và tinh thần hợp tác tốt. Bên cạnh đó, Malaysia nằm trong khu vực năng động bậc nhất về kinh tế ở châu Á. Quý vị vừa theo dõi phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới, còn bây giờ từ khóa đáng chú ý trong ngày. Với hơn 100.000 lượt tìm kiếm là Elon Musk, tạp chí Time danh tiếng của nước Mỹ đã quyết định chọn tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk là nhân vật của năm 2021. Lý do là trong năm vừa qua, ông đã tạo ra những điều phi thường khiến cho cả thế giới ngưỡng mộ. Tiêu biểu nhất là kế hoạch chinh phục không gian của tập đoàn SpaceX. Công ty của tỷ phú này đã đưa được người lên ISS, phi thuyền cất cánh và hạ cánh thẳng đứng từ đất liền lẫn trên biển, cùng hàng loạt những thành tựu khoa học không thể tưởng tượng khác trong thời gian ngắn. Dù là người giàu nhất thế giới, nhưng tỷ phú Elon Musk không có nhà riêng. Gần đây, ông bắt đầu bán bớt cổ phiếu để có tiền chi trả thuế và những hoạt động hàng ngày. Tầm ảnh hưởng của ông lớn đến độ một số người tin rằng chỉ một bài đăng trên Twitter, ông có thể khiến cho thị trường chứng khoán nước Mỹ lên hoặc là xuống. Sau các thành công về đưa người lên trạm không gian quốc tế ISS, hiện ông ấp ủ giấc mơ đưa phi thuyền lên mặt trăng và xa hơn nữa là sao Hỏa. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế. Như thường lệ, trước khi kết thúc bản tin hôm nay, hãy cùng thư giãn ít phút với một clip thú vị sau đây.
công ty thụy điển Jetson Aero mới đây đã chế tạo thành công chiếc máy bay điện cá nhân đầu tiên với hy vọng chúng sẽ trở thành phương tiện giao thông tương lai. Jetson One là phương tiện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng mà mỗi người chỉ cần 5 phút là có thể nắm được cách điều khiển. Chiếc máy bay này có 8 động cơ, khả năng đạt tốc độ tối đa 102 km/h và hoạt động liên tục trong 18 phút. Giá thương mại cho sản phẩm này là 92.000 đô, khoảng 2 tỷ đồng. Công ty Jetson Aero đã bán được 150 chiếc với 80% là đặt hàng từ Mỹ, đồng thời vẫn đang nhận được sự quan tâm từ khắp nơi trên thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tin quốc tế. Chúc quý vị có một buổi tối nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.